Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu tiết mục Khen Ai Khéo Bắc Nhịp Cầu do tác giả Nguyễn Hoa viết lời theo điệu Sa Lịch Chênh. Hai diễn viên Nguyễn Hoa và Dương Hảo ở Vĩnh Phúc và Hải Phòng cùng thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức. Với chèo toàn quốc, vui với môn nghệ thuật truyền thống của quê hương. Anh nhìn kìa, anh chị em ta trên khắp mọi nẻo đường cùng tụ hội về đây trong niềm đam mê cháy bỏng. Khen người khéo tạo sân chơi, đam mê nghệ thuật nơi nơi tìm về. Khéo tạo sân chơi. Oh, my.